nay có một trải nghiệm nhỏ, đó là Nhật Cường cùng MC Hà Phương và Quý Nguyễn Thần Bài Las Vegas đi chợ. Thần Bài Booker Quý Nguyễn. Dạ đây, MC Hà Phương. MC Hà Phương dạ. Hello, cả nhà yêu thương. Hôm nay thì mình với anh Cường đi chợ mua trái xoài rất là ngon. Thì xoài đây là xoài rất là đặc biệt nha. Khi mà mắm đường tối nên sẽ có rất là sơ cùng với anh Cường. Nhân viên biển thật là Phương bay từ tại nhà. Hai anh em, ba anh em bay từ tại nhà. Thì có thì cái sơ để chuẩn bị xe mà cũng thích cũng như là gia đình của mình đang ở đó cũng đó. Trong những cái sơ này tối nay các anh theo dõi. Nói chung là mấy anh em mình có dịp gặp thần bài Quý Nguyễn để ăn trái cây và được Quý Nguyễn quan trọng là được Quý Nguyễn dắt đi chợ và Quý Nguyễn sẽ nấu đồ ăn cho anh em mình thưởng thức những món ăn đặc biệt tại Las Vegas. Vú sữa Vegas là thấy không? Vú sữa Vegas mới có vú sữa. Vú sữa Las Vegas rất là ngon. Vú sữa biết lựa, biết lựa sữa không? Biết. Phải bóp cho nó mềm mềm mới được. Có sữa mới lấy đúng không? Bóp sao ta? Phải có người có kinh nghiệm mới được. Hả? Sữa em không biết, dính sữa em mới biết. À, phải giải thiệt mới biết đúng không? Biết sữa không biết. Cái là đào quý vị muốn đi chợ. Rất là ngon, thì hôm nay là anh Cường sẽ dẫn mình đi chợ. Anh Cường nè. Rồi quay luôn. Anh Hai Dực Cường nè. Ủa đem bé. Chắc về phải mượn. Có biết ngon hay không? Về mượn cái nón của Quý đeo vô. Mà cái này rất là thông minh. Hôm nay là hai mẹ con này giống ông kia thôi. Và đặc biệt là biết sao không? Chị này cho cái này. Giống không? Giống. Đi chợ nè. Đâu? Đâu đâu chị ơi? Hôm nay thì anh Cường với Phương đang đi chợ thì có cái giả bắt gặp được cái xe Phương và Nhật Cường đã đang ở trong chợ này. Đây là khán giả yêu thương, hai chồng rất là dễ thương, thậm chí là cho Phương đôi tay đeo vô. Oh. Chị tên gì chị? Dạ em tên Trang. Trang. Chị Trang. Có một người đặc biệt nữa mà không ai biết chỉ khi đeo cái nón vô hả? Có người nữa mà không ai biết hết. Có người cho găng tay nữa nè. Đi chợ mua rau tươi hành chơi ngò luôn không? Nó tại em nấu này không có xài ngò, em định nấu biết cái gì không? Nói gì? Nấu chả cá thác lát á. Ngon. Qua biết không? Lát cá lát ổ qua ngon. Nó nóng quá. Đây. Hấp nước thoải mái. Nó hôm qua mới để lửa qua. Mua khoai về luộc ăn. Khoai ăn sang là sáng ăn khoai thôi đó. Câu tiết lái rất là dân dã. Từng cái nó con tua luôn phải không anh? Luôn. Anh là các loại chip và lát cà cá. Các bạn muốn ăn gạo Việt Nam á.
quý vị muốn ăn thì phải đi theo quý vị thân mến. Hôm nay thì mình sẽ tiến về chợ, đó là Las Vegas. Hôm nay thì có anh thằng mày Quý Nguyễn, ngoài ra thì có anh Cường. Khi mà đi chợ thì tất cả ai cũng phải đeo mask, và khi mà đeo mask thì anh Cường bị phát hiện ra, là mọi người đã thấy nhận ra anh Cường là một trong những người danh hài rất là gần gũi với tất cả khán giả. Đây là lá sách bò, anh Quý đang mua lá sách bò để chính tay anh Quý là người sẽ nấu những món ăn rất là ngon. Ngoài ra anh Cường là một người ba tử là để làm phá lấu nha quý vị, một món ăn rất là ngon. Anh ơi cho em hỏi thử, tối nay ai là người nấu món phá lấu này? Anh Quý là người nấu đầu bếp, dưới nhân vật chính, mình nhân vật phụ là nhân vật ăn thôi. Chỉ có ăn thôi, ăn xong rồi góp ý. Ngoài ra thì tại sao phải mua hai bịch vậy, nhiều vậy anh Cường? Thì có bốn người ăn, hai bịch ăn hết để dành mang ăn tiếp. đó là một cái rất là vui hài hước của anh Quý đã đi chợ. Đây là một khu chợ rất là lớn, trong cái khu chợ này nó rất là nhiều thức ăn rất là lớn luôn vậy. Một người ăn ông rất là giỏi phải không? Và lúc ra những chương trình thì anh ấy là một người đàn ông mẫu mực, đang đi từng bước để đi chợ, đi theo chợ bán rất là bự luôn á. Đây anh sẽ mua đuôi bò để làm gì anh? Nhưng mà cầm kho chơi thôi, bỏ xuống. đây chân gà. Chân gà ngâm xả tắc hả anh Quý? Nhưng mà tối nay được sẽ biết. Wow, xả tắc là tắc ở nhà mình luôn. Anh sẽ làm món chân gà xả tắc của Việt Nam. Xả mua chưa anh Quý? Xả lấy nhà hàng lấy tại xả đây đâu không có ngon. Xả về nhà hàng lấy rất là ngon. Anh có nhà phở nữa, cho nên mà khi mà nấu ăn thì phải lựa thức ăn tươi và ngon. Và đặc biệt tối nay anh Cường sẽ thưởng thức được chân gà xả tắc. Cái đó cái gì vậy anh? Đây là một món mà bỏ đã luôn, thịt bằm ra sợi. Thịt bằm ra sợi. Cái này muốn ăn ngon mua về tự chế ăn sẽ ngon. Còn bây giờ chưa ăn món này bỏ lại. Kiểu như là đi chợ không bao giờ mà lỗ không quý vị. Rất là ngon. Anh có thể có mắm vịt lộn không? Có vịt lộn không? Ở đây không có thiếu gì hết á. Chỉ sợ thiếu tiền thôi. Còn nhà mình không có thiếu gì hết á. Chỉ có thiếu nợ thôi. Quý vị thấy không? Những khi mà người đàn ông vào bếp á, thì người ta lựa thức ăn rất là kỹ. Và anh Cường sẽ nhanh tay đến chỗ seafood cùng với anh Quý Nguyễn, quý vị đi theo nha. Đây anh Cường đang đẩy xe tốc độ rất là nhanh để đến lựa những cái hải sản mà yêu thích để phục vụ tối hôm nay. Những món ăn rất là ngon. Đây hỏi anh Quý Nguyễn sẽ mua những cái gì đây. Đây là quay cá, anh Cường đang coi cá nè. Đây cá lóc, cá chê. Đâu anh, cá lóc đâu anh? Cá lóc gì mà ta? Nói chung trên này đủ loại cá hết. Nhưng mà thường thường á, ta thích ăn cái loại cá gì không? Cá bóp, cá chích, cá chim, cá hồi, cá đuối, cá lăng, cá lóc, cá liệt, cá giòn, cá bò, cá hồn. Cá bò, cá hồn. Chích, chim, hồi, đuối, liệt, giò, lăng, lóc, bò, hồn, một loại cá. Rất là tiếng lòng, đúng là danh hà. Khi mà anh nói chuyện là có vằn cá luôn. Mà anh suy nghĩ xa xác hồi đuối ngủ nghỉ đó. Đây là có thêm một danh hài nữa, hai anh thêm danh hài. Hôm nay anh Quý mua seafood mua món gì vậy anh? Bắt cái cá về làm lẩu. Cá tươi luôn hay là cá gì ạ? Cá tươi. Bắt trong hồ luôn hả? Cá nó bơi trong hồ. Đây anh Cường, đi theo anh Cường nha. Anh Cường sẽ giới thiệu cho quý vị đời cá đồng hồ đây. Cá bơi đúng không? Cá rô phi. Nào, cá rô phi đó anh Cường. Đó, cá rô phi. Ở trong này là nó hết rồi, tôi bán hết. Có thằng lẻ đâu. Có mà xe đầy. Để ra lấy, đưa gì quá xe đây ra lấy. Thôi. Lấy gì? Ủa đấy. Đây. Đây là rất dễ thương. Đây là một cục chia tiền. Đây.
này là mua để cho lên cửa ăn với thịt ba rọi nước ra coi sao sợ ớn. Thịt ba rọi sợ ớn chắc là ăn ngon á. Nó ăn hào cơm đúng không? Dạ đúng rồi, hào cơm. Ở chứ mình học tôi mới nhớ được. Dạ hết nhạo. Thế bây giờ cũng hỏi ổn. Đi mua giấy để làm gì hỏi cái này coi. Không có giấy xài nước không bây giờ. Không có đăng. Bữa nãy ông Mỹ không? Nổi tiếng. Cỡ nào cũng phải biết nấu ăn á. Con hơi đói chết mẹ. Ông bà mình có còn câu mà. Còn không là quý vị biết không? Muốn ăn phải lăn vô bếp. Giờ có món rau muống như này mà rất là non luôn nè. Mấy cái cọng non luôn. Quá non. Đây là món của bà. Mà ở đây mình tìm xe cũng dễ nữa. Ghe xe là biết xe mình đúng không? Ủa. Đây anh Cường phải chắc đồ đây. Không phải đơn giản. Có chân lộn vẽ nè. Đây là rất là đời thực luôn quý vị. Thấy là rất đời thực luôn. Vậy thứ ba mới có trứng về một lần và không có về mỗi thường. Thấy không, ở Mỹ giỏi không? Đây là người đàn ông của chợ, đi chợ. Đang kiếm hộp vịt lộn, quý vị đang kiếm hộp vịt lộn. Đang kiếm hộp vịt lộn. Hộp vịt lộn ở trong cái bao ni lông rồi, người ta bỏ trong ni lông rồi. Đã có hộp vịt lộn rồi. Hộp vịt lộn lụm luộc lộc lộc. Đó, đó anh đếm được 10 hộp vịt lộn đó. Hộp vịt lộn lụm luộc lộc. Nó, một hộp anh đếm tới 10 luôn. Hà Phương với anh Cường đấy nha, một hộp vịt lộn vừa lục vừa lộc vừa lẫm, hai hộp vịt lộn vừa lục vừa lộc vừa lẫm, ba hộp vịt lộn vừa lục vừa lộc vừa lẫm, bốn hộp vịt lộn vừa lục vừa lẫm, không có lỗi, không có liếu, năm hộp vịt lộn vừa lục vừa lộc vừa lẫm, sáu hộp vịt lộn vừa lục vừa lộc vừa lẫm, mười bảy hộp vịt lộn vừa lục vừa lộc vừa lẫm, tám hộp vịt lộn vừa lục vừa lộc vừa lẫm, chín hộp vịt lộn vừa lục vừa lộc vừa lẫm, mười hộp vịt lộn vừa lục vừa lẫm. Yeah, đến xe. Anh Cường nói lời tạm biệt của mọi người. Lời cuối cùng chỉ biết chúc mọi người luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, luôn vui vẻ. Bye bye. Bye bye. Nhật Cường xin mời quý vị hãy đăng ký subscribe để theo dõi kênh Nhật Cường Cười Để Nhớ. Có ra nhiều clip mới nha.